Xin chào mọi người. Xin chào những vị khán giả đầu tiên của bản tin livestream dự báo thời tiết tối ngày 22 tháng 8 ạ. Vâng, mọi người thì đang bắt đầu vào nhiều rồi. Xin chào bạn Hiếu. Chào khán giả Đỗ Văn Trọng ạ. Vâng, như cũng đã thông tin từ trên title của bản tin livestream thì ngày mai khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn nắng nóng hơn ngày hôm nay. Cụ thể thông tin ra sao cũng như là thời tiết của các khu vực khác như thế nào thì mọi người đợi một lát nữa thì Minh Châu sẽ cập nhật từng tỉnh thành cụ thể theo yêu cầu của mọi người sau khi chúng ta đi qua một lượt về thông tin thời tiết của các khu vực trên cả nước ạ. Bắc Ninh thế nào? Hà Nội tối nay có mưa không? Vâng, mọi người cứ từ từ. Rồi bây giờ mình cháu thấy khán giả cũng đang vào đông đông rồi thì mình sẽ bắt đầu cập nhật trước tiên về thời tiết tổng quan của các khu vực trên cả nước nha. Ok, dự báo thì ngày mai thì khu vực miền Bắc sẽ tiếp tục gia tăng xu hướng, gia tăng mức độ nóng. Bắt đầu sẽ xuất hiện các điểm nắng nóng cục bộ, trong đó phải kể đến là thủ đô Hà Nội này, Phủ Lý này, Hưng Yên này, Việt Trì này, cũng như là Hòa Bình. Và nhiệt độ cao nhất ở những khu vực này sẽ là từ 35 cho đến 36 độ. Những nơi khác nhiệt độ phổ biến là từ 32 cho đến 34 độ. Quý vị sẽ cảm thấy nóng rõ nhất vào khoảng thời gian từ 11 giờ trưa cho đến 15 giờ chiều ạ. Mức nắng nóng 35 độ thì cũng sẽ xuất hiện tại các thành phố như là Vinh, Đồng Hới, Huế này, Đông Hà này, ở Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Tuy Hòa hay là Phan Rang Tháp Chàm trong ngày mai. Còn về chiều tối thì những khu vực này, đặc biệt là từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận thì sẽ có mưa dông nhiệt. Và mưa dông sau một ngày nắng thì quý vị chúng ta cần phải đề phòng với các hiện tượng như là sấm sét này, gió giật mạnh hay là lốc xoáy quý vị nhé. Không thấy tiếng á. Đó, vừa rồi là Bắc Bộ và Trung Bộ này. Còn đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì từ sáng đến trưa mai chủ đạo sẽ là trời nắng. Nền nhiệt ở Tây Nguyên sẽ là ở mức vừa phải từ 27 cho đến 30 độ. Còn khu vực Nam Bộ thì cao hơn là từ 30 cho đến 33 độ quý vị nhé. Khi mà đến chiều thì ở khu vực này trời sẽ chuyển mưa dông, có những điểm mà mưa nặng hạt từ 20 đến 40 mm này. Có nơi còn lên tới 50mm trong vòng 12 tiếng. Đúng rồi, nghe tiếng bình thường chắc là khán giả có vấn đề về đường truyền ạ. Tại các khu đô thị hay là vùng trũng thấp chẳng hạn như là thành phố Hồ Chí Minh thì mưa to liên tục có thể gây ngập úng. Còn ở các sườn đồi núi, sông suối nhỏ tại khu vực Tây Nguyên thì quý vị chúng ta cần phải đề phòng với sạt lở đất này, lũ quét bất ngờ. Xin chào khán giả Trần Đức Ánh. Vâng, vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên cũng như Nam Bộ. Và một thông tin khác mà Minh Châu nghĩ là quý vị chúng ta sẽ rất là quan tâm, đó là chiều nay áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông đảo Luzon, Philippines thì đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là bão Mayon. Trong cơn bão này có khả năng sẽ đi vào biển Đông trong đêm mai và sáng sớm ngày kia. Vì thế mà quý vị chúng ta nên thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết để có thể ứng biến kịp thời ạ. Hà Nội em thấy trời âm u, không biết có mưa không? Vâng, khán giả Lê Đăng Tiến hỏi về Hà Nội. Hà Nội thì đêm và sáng có lúc có mưa rào nhé. Đêm nay có thể sẽ có mưa rào đấy ạ. Hạ Long. Khu vực Hạ Long. Hạ Long thì đêm nay và chiều tối mai có thể có lúc có mưa rào và dông này, nhưng mà ban ngày trời nắng. Còn đối với thủ đô Hà Nội thì đêm nay không mưa đâu ạ. Ban ngày trời nắng nóng đấy. Nhiệt độ cao nhất ngày mai có thể lên tới 35 độ. Hạ Long thì ngày mai chỉ mưa, có thể mưa về chiều tối thôi.
Rồi. Bắc Ninh. Bắc Ninh thì đêm không mưa, ngày nắng nóng. Bắc Ninh này, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định hay là Phủ Lý này thì cùng chung trạng thái với Hà Nội là đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhưng mà nóng nhất phải kể đến đó là Hà Nội này, Bắc Ninh này, Hưng Yên này, Nam Định này, Phủ Lý này. Mức nhiệt cao nhất ngày có thể lên 35 độ quý vị nhé. Đặc biệt ngày mai là ở Hòa Bình, chắc có lẽ là nơi mà có nhiệt độ cao nhất của cả nước, 36 độ. Quảng Trị ngày mai có mưa dông không? Quảng Trị thì đêm không mưa nè, ban ngày trời nắng nóng. Khu vực Quảng Trị thì ngày mai không có mưa dông đâu bạn nhé. Đắk Lắk, Đắk Nông, Pleiku. Đắk Lắk, Đắk Nông, Pleiku. Những khu vực này thì đối với Pleiku thì chiều tối và đêm sẽ có lúc có mưa rào và dông, ban ngày trời nắng này. Còn Đắk Lắk và Đắk Nông thì đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối sẽ có thể có mưa rào và dông đấy. Quảng Bình mưa không à? Quảng Bình thì đêm không mưa, ban ngày trời còn có nắng nóng rồi đấy ạ. Cao Bằng mai hết mưa chưa? Khán giả Trung Sĩ Nam đến từ Cao Bằng. Cao Bằng thì ngày mai hết mưa rồi ạ. Đêm nay cũng không mưa, ngày mai trời nắng này. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Cao Bằng sẽ là 33 độ bạn nhé. Quảng Ninh thế nào? Quảng Ninh thì mình vừa cập nhật thì phải. Quảng Ninh thì đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ban ngày trời nắng đấy. Quy Nhơn, Quy Nhơn, Nam Trung Bộ. Quy Nhơn thì đêm không mưa, ngày nắng này. Có Quy Nhơn này, Quảng Ngãi này, Tuy Hòa này. Đêm không mưa, ngày nắng nóng. Đặc biệt là ở Quảng Ngãi và Tuy Hòa thì ban ngày nhiệt độ cao nhất còn chạm ngưỡng 35 độ. Đây là chạm ngưỡng nắng nóng rồi đấy ạ. Trời. Hải Phòng. Một khán giả đến từ Hải Phòng. Hải Phòng thì đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông này. Ban ngày ở đây thì trời vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ là 34 độ, còn thấp nhất là 28 độ bạn nhé. Các khán giả chúng ta tiếp tục bình luận về những tỉnh thành mà mọi người quan tâm đi ạ. Và Minh Châu sẽ giải thắc mắc cho mọi người. Tuyên Quang. Tuyên Quang này. Hòa Bình này. Ở Tuyên Quang. Tuyên Quang thì đêm không mưa, ngày nắng bạn nhé. Cao nhất ngày là 33 độ. Còn ở Hòa Bình thì cũng là đêm không mưa, ngày nắng nóng. Và ngày mai ở Hòa Bình thì mức độ cao nhất, nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên đến 36 độ ạ. Nếu mà buổi trưa và đầu giờ chiều, nếu mà quý vị chúng ta không có việc gì quá cần thiết thì chúng ta không nên ra ngoài vào khoảng thời gian này. Tại vì mức nhiệt nắng nóng thì tia UV cũng khá là cao. Chúng ta nên hạn chế ra ngoài. Và khi mà ra ngoài thì cũng nên có các biện pháp bảo vệ da này, bảo vệ mắt, chẳng hạn như là bôi kem chống nắng này, mặc áo chống nắng hay là đeo kính có thể chống tia UV. Bên cạnh đó, đặc biệt là đối với các chị em, khi mà chúng ta mặc áo chống nắng thì chúng ta nên lựa chọn những loại mà gọn nhẹ, tránh những tà áo, những cái bộ áo mà nó có tà quá là dài. Vì khi mà di chuyển, trên quá trình di chuyển thì chúng ta có thể gặp những cái vụ tai nạn nó đáng tiếc, tại vì cái tà áo nó vướng vào cái bánh xe ấy ạ. Hải
Phòng, Tuyên Quang này, Bắc Giang. Khán giả là Thị Minh Bắc, nghe nói có bão phải không? Đúng rồi ạ, hiện nay thì có một cơn bão ở phía đông của đảo Luzon, Philippines. Thì trong đêm ngày mai và sáng sớm ngày kia có thể sẽ đi vào Biển Đông. Tuy nhiên thì khả năng bão đi vào đất liền nước ta là thấp. Cho nên là trong những ngày tới ở khu vực ở miền Bắc thì chúng ta vẫn trạng thái thời tiết chủ đạo vẫn là ban ngày trời có nắng. Và 3 ngày tới thì mức nhiệt còn có thể tăng cao 35 đến cao nhất ngày có thể là 35 độ ạ. Tiền Giang. Ở Tiền Giang ngày mai Tiền Giang thì đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi này. Ban ngày thì trời nắng gián đoạn. Chiều và chiều tối mai thì có thể có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Nhìn chung thời tiết ở khu vực Nam Bộ thì sẽ là ban ngày trời nắng và mưa xuất hiện chủ yếu vào chiều tối nhé. Những khu vực mà trũng thấp này hay là các khu đô thị chẳng hạn như là thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị chúng ta cần phải đề phòng với ngập úng. Tại vì mưa dồn dập trong vòng từ 1 đến 2 tiếng này. Ở Tiền Giang nhiệt độ cao nhất ngày mai vào trưa và đầu giờ chiều sẽ là 32 độ, còn thấp nhất ngày là 25 độ bạn nhé. Vĩnh Phúc. Ở Vĩnh Phúc thì ngày mai vẫn trạng thái chủ đạo là trời nắng ạ. Đêm không mưa này, ngày nắng. Đặc biệt là ở khu vực Tam Đảo, Vĩnh Phúc thì chiều tối còn có lúc có mưa rào và dông này. Nhiệt độ ở Vĩnh Phúc cao nhất ngày vẫn sẽ là 35 độ. Còn đối với khu vực Tam Đảo vì là lợi thế địa hình cao hơn một tí, cho nên là cao nhất ngày sẽ ở mức 28 độ bạn nhé. Vâng, thời lượng của buổi livestream thì cũng đã gần đến hồi kết rồi. Quý vị chúng ta mà còn thắc mắc về tỉnh thành nào mà Minh Châu chưa kịp trả lời thì mọi người hãy nhanh chóng bình luận đi ạ. Lạng Sơn thì đêm có lúc có mưa rào và dông này, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ Lạng Sơn là từ 25 đến 33 độ bạn nhé. Hà Nội lại đi chị ơi, ngày mai có mưa không? Hà Nội ngày mai không mưa đâu ạ. Bắc Ninh cũng thế nhé. Thành phố Ninh Bình ngày mai. Ninh Bình thì đêm không mưa này, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ 28 đến 34 độ. Bà Rịa Vũng Tàu à. Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu thì đêm có thể có mưa rào này và dông ở vài nơi bạn nhé. Ban ngày trời nắng gián đoạn. Chiều và tối mai thì có mưa rào này, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Và cũng tại vì là cũng nằm trong khu vực Nam Bộ nên là quý vị chúng ta cũng phải cần lưu ý là mưa dồn dập trong vòng từ 1 đến 2 tiếng thì những cái nơi như là đô thị hay là vùng trũng thấp ấy, thì cũng cần phải hết sức lưu ý với hiện tượng ngập úng. Vâng, có vẻ như là các khán giả chúng ta cũng đã được giải đáp hầu hết thắc mắc rồi. Ninh Bình, Quảng Ninh, Phú Quốc. Phú Quốc ngày mai thì có thể có mưa về chiều tối nhé. Thời tiết Thanh Hóa à.
Thanh Hóa. Thanh Hóa thì đêm không mưa ngày nắng này, 27 đến 34 độ. Thái Nguyên thì đêm không mưa ngày nắng nhá, cũng là 27 đến 34 độ luôn ạ. Vâng, và Minh Châu thấy là quý vị khán giả chúng ta đang hỏi lặp lại những cái tỉnh thành mà Minh Châu có vẻ đã trả lời rồi. Thì mọi người nếu mà chúng ta vào sau ấy, thì mọi người có thể kéo đến phần đầu của bản tin livestream để nghe lại. Đầu tiên là phần thời tiết tổng quan của các khu vực trên cả nước này. Bên cạnh đó là có một số tỉnh thành mà Minh Châu đã giải đáp thắc mắc cho quý vị khán giả rồi. Thì mọi người có thể nghe về trạng thái thời tiết ngày mai cũng như là nhiệt độ ở các khu vực này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin livestream khác.